Phạm Ngọc Bảo. Dước, cuối mùa mà sợ gì em? Ủa Bảo, nó quyên hộ, nó quyên mẹ luôn. Cái thằng đất đó ghét thế nhỏ. Thằng này xứng đáng ăn một dép của Mây Mây. Bực mình quá à. Tao nốt game đó nha. Game này tao nghiêm túc thật đó. Thua rồi, tao xóa game thật đây. Mẹ còn có sao làm sao. 694809 này mọi người, vô đi mọi người. Thảo My, cái mặt quảo, mặt cười. Mọi người chơi game kỳ cục quá à. Chơi game gì mà toàn thua nhỉ. Làm ơn đi. Chơi game bực mình quá à. Game này thua nữa, xóa game thật. Giỡn 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 giỡn. Trời, trời cứ win hả, không win được trận nào vậy. Tùng Nguyên, đành Kali đi. Cái kiểu bực mình mà không làm được gì nó lại càng bực mình, thế nó mới cay chứ, thế nó lại càng cay, nó lại càng bực mình ấy mọi người ơi. Mọi người tức quá. Tức không làm gì được. Chứ ngon tận thù. Cao buồn, chơi mà mặt quả quá à. Em mày thua xóa game thật. Chị giả vờ, chị giả vờ. Đức Đà là cái content của chị đấy. Game này chị chơi thật nè. Game này không win, tao xóa game. Cái content của Mây Mây anh em hiểu chưa? Game này chơi thật nha. Thôi bỏ con eo su đi, lạy chúa toàn luôn á. Toàn mày ăn gì chưa chi phi vậy? Em ăn cơm. Anh phải hỏi buồn cười chứ. Em có phải quái thai ngâm giấm đâu mà ăn khác mọi người. Mọi người ăn gì em ăn đấy. Bơm mọi người gửi sao cho em nha mà. Mà đừng đừng như thế em vui lắm. Mọi người gửi tiếp đi. Mẹ đang cấu nên bực hết cả mình. Đào Việt Vi, đừng eo su nữa nha. Ông nội nha, đừng có eo su nữa nha. Bé không lắc ơi. Thôi thôi thôi, thôi thách đấu với chúng tôi. Chơi con eo su rất là hên xui. Phải để mày đi server. Mệt lắm rồi đấy. Tống Minh, nín đi xe mây à. Rồi, mệt quá à. Tao có khóc đâu. Thương Hoàng, chỉ có bóp bóp mới gánh được Vân thôi. Mặt cười chảy nước, mặt cười tít mắt. Em đánh like chị có bao giờ phế đâu. Nhỡ đâu game này mày phế thì làm sao. Thế nhá, game này đúng mà thua nó đấy nhá. Hoàng Vi bảo, game này thua nữa là vui tới sáng. Mặt mệt lắm gì? Rồi đấy, thể thật sự rất là mệt mỏi rồi đấy. Chơi game đứng mà thua nữa. Đào Việt Vi, tay nhìn dễ thương mặt cười rất nước. Xong lạnh quá. Bực mình quá. Không có Hương sức Hoàng, nào nữa luôn. Thua thì tắt like đi ngủ đi, lấy sức mai thua tiếp. Quá mệt mỏi. Mặt cười rồi. Chảy nước. Chào mừng đến Bình Nguyên Vô Tận. Quá đớn đau. Chơi game quá đớn đau mọi người ạ. Nguyễn Văn nhìn ao y này. Tao đang rất mệt đấy, chúng mày đừng có đánh tao. Tao tức lên đấy.